Rất... Đủ rất là. Là đủ rất Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung Đâu có, chỉ biết nói một chút 哪里只会说一点 học tập lẫn nhau，互相学习。trước đây chính là học đại học ở đó，以前就在那里读大学。không sai có điều。

đem lại trao vây số di động số chia họ số chia họ được à được thôi khó á đó đâu thể tính là ，那哪能算是？làm phiền qua đây một chút. Má phản của lái xe. Cho mình cà phê trà xanh đi. Cái của lì cà phê bà. Chưa uống qua, chưa từng uống qua. Mấy của hình như rất quen thuộc đối với chỗ này. Hóa xăng tùy trợ lý khẩn xú ý. Mình hay đến tiệm này đọc sách, tự học. 我常来这家店看书自习。